Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tiểu Yêu Tầm Đạo nhé. Và đợt gần đây sau cái bản cập nhật mới nhất ở bên Fantab về con game Tiểu Yêu Tầm Đạo này, thì nhiều anh em có thắc mắc và hỏi mình là Tiểu Yêu Tầm Đạo bây giờ chơi được trên web phải không? Bởi vì nhiều anh em là máy tính nhưng mà cấu hình nó hơi yếu, không thể nào mà cài được mấy cái giả lập, chơi nó bị giật ấy. Thì cũng muốn mình chia sẻ về cái cách này. Thì đúng, anh em cập nhật thông tin chuẩn đấy. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể chơi được Tiểu Yêu Tầm Đạo ở trên web, cụ thể là cái trang Easy Fun nha. Để mình trải nghiệm thử cho anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý là nếu như chúng ta không đăng nhập tài khoản ấy thì chỉ chơi được 30 phút free thôi. Còn nếu như đăng nhập tài khoản Google các thứ vào thì lại chơi được lâu hơn. Bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản Google của mình nhá. Hoặc tùy, anh em có thể ấn đăng ký một tài khoản Easy Fun ở đây. Nhưng mình thì có sẵn tài khoản Google rồi, mình đăng nhập luôn bằng Google cho nhanh. Đây nhá, mình đăng nhập xong rồi này anh em này. Bây giờ vào luôn Tiểu Yêu Tầm Đạo này anh em này. Đấy, mình vừa đăng nhập tài khoản ở đây nhá. Bắt đầu chơi thử tí xem nào. Cập nhật dữ liệu này, ấn cập nhật luôn. Hiện tại cái phiên bản này nó chỉ hỗ trợ trình duyệt web ở trên PC thôi. Nhưng mà trong thời gian tới thì sẽ có ở trên mobile anh em nhé. Nếu như anh em nào mà trước đây PC của mình cấu hình yếu quá không chơi được bằng giả lập thì đây đúng là một cập nhật ngon lành cành đào đấy anh em ơi. Thì để chơi ở trên web như thế này đơn giản lắm. Anh em chỉ việc click vào cái đường link mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận ấy. Sau đó ấn vào Place on Browser này, thế là xong. Đây thì có một số cái gói đào này, tiếp tục vào nhận này. Video cổ vũ, ok. Cái này thường là mình sẽ mua luôn vì đang có sự kiện này. 1.000 tiền ngọc đúng không? Đổi lại được 15 bình cũng khá ok. Và 9 cái là bàn thánh vực. Yes. Vào thôi. Nạp băng, nếu như ở trong bang của anh em mà có nhiều người nạp thì anh em sẽ lời hơn, vì sẽ có thêm lượt nha. Rất là nhiều lượt luôn á. Thành tựu này, úi dồi ôi. Càng đấy, ở trong này thì mình thấy là kiếm được khá những cái la bàn tầm bảo. Và đây là một trong số những cái tài nguyên mà mình cảm thấy, cá nhân mình nhé, cảm thấy nó khó vãi cả biểu để có thể kiếm được anh em ạ. Rồi, vào đi. Ấn bỏ qua hoàn ảnh được anh em nhá. Rồi luôn. Cái gì đây? Ngài đã phát hiện ra thánh tức la bàn hấp thụ lượng tiên linh khí nhất định, la bàn thánh vực cộng 1. À, coi như là không mất được lượt gì, đúng không? Tiếp theo 20 đào này. Ui, phát này là gặp đối thủ này để tiêu diệt này. Nhưng mà có rất là nhiều mảnh la bàn này. Rồi, cái này là bàn chút trống à. Ok, xin chúc mừng ngài nhận phù X2. Lần tới di chuyển đến ô thì nhận gấp đôi. Ok, được đấy. Ui à, phát hiện một dị bảo mở xem được cái gì nha. Ngon, đấy, được X2 luôn anh em ơi. Perfect luôn. Cái này là cái gì? Không có gì. Đây là gì? 20 đào à? Ô này đi để xem được cái gì. Ui, nó nhảy đúng một này nha. 5 mảnh. Tiếp tục phát nữa xem nào. Đây rồi, lần này là gì nào? Ui giời, quái à. Được quá nhờ, cũng được. Ui, quái. À, mảnh anh em ạ, cái X2 này nó che bố mất cái mảnh đây. Mình cứ tưởng là được 16 cái la bàn tầm bảo, vãi nhai quá. Rồi, 20 mảnh này, ngon. Ok, lần tới di chuyển, lại tiếp tục là X2 này. Ui giời, tưởng cái gì anh em ạ. À đúng rồi, lúc nãy mình mua cái gói, có thêm 15 bình, giả là 1 tiếng 15 phút này, cũng được. 26 ngày 3 giờ nữa, rồi bây giờ mình sẽ check qua trong phần bang xem nào. Ôi anh em mà trả giá thì để mua nào. Theo thưởng bang các thứ này, hôm nay mình phải check thêm một số cái sự kiện nữa cái đã. Nhận luôn này. À, sẽ có thêm một số những cái điểm để mình mua nha anh em. Mua trong phần tiệm bang này. Có nào? Ok. Có mai, có quất, có đào. Có thêm em nữa ngọt ngào cả năm. Nhiệm vụ xem nào. Nhiệm vụ mình chưa làm. Hôm nay có nhiều anh em bảo là game không vào được à? Ảo thế nhở? Sao mình vẫn vào từ sáng nhở? Không hiểu luôn á. Rồi, mình sẽ chặt thêm một số những cái món trang bị nữa nha anh em ơi. Đấy. Hiện tại thì mình vẫn đang build một phái choáng thôi. Tầm này nông dân chúng ta khó để có thể là build nhiều môn phái cùng lúc lắm. Cứ all in vào một môn phái cái đã. Dụ như mình choáng đây thì đang all in vào môn phái choáng. Anh em lưu ý nhá. Ngày kia tức là thứ 6 ấy, là chúng ta sẽ ra cái sự kiện liên quan đến chiêu mộ linh thú này. Thì mình sẽ cần tích lũy đâu đó là hơn 6.000 cái ngựa linh thạch. Thì mình bây giờ mới tích lũy được có 3.900 thôi. Tí nữa đi làm một số những cái hoạt động chắc là được hơn 4.000. Cũng hơi khoai, thiếu nhiều phết anh em ạ. Đang chưa biết là tuần tới này có thể là chơi được hay không. Nếu như không chơi thì lại cũng bị thọt. Thôi, lúc đấy thì mình sẽ tính tiếp nha. 2 ngày nữa thì mình sẽ tính. Ok. Còn nếu như anh em nào mà đang gọi là tích lũy được gần đủ 6.000 rồi thì nhớ để lại để dành nhá. Đừng có mà dùng linh tinh không quên ấy. Nhưng anh em quên mà. Ok. Còn hôm nay cái sự kiện vận may của mình vẫn chưa làm. Thử vận may anh em ơi. Tăng cấp tinh quái à. Nói chung là liên quan đến tinh quái thì cũng hơi khoai đấy. Hút máu và kháng choáng này. Đấy. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Dương thần này.
Tại mình phải hút máu, mình đang build môn phái hút máu dần dần rồi. Thì những anh em nào mà đang yêu cầu mình là review môn phái hút máu thì cứ bình tĩnh nha. Khi nào mà có thể review được thì mình sẽ review. Mình vẫn đang build, anh em cứ yên tâm nhá. Động này. Đặt tiếp đi. Hết giờ rồi. Đang kẹt ở cái phần tăng cấp linh tinh quái này anh em này. X5 thử coi. À, có 30 mảnh nữa, hy vọng là đủ. Cũng đủ. Hốn chưa? Hốn chưa? Ôi thôi thôi thôi. Không chơi. Không chơi kiểu đấy nữa anh em ơi. Xem nào, ở đây là còn tăng cấp tinh quái thiếu 2 lần nữa anh em ạ. Mới được có 6 này, 7 này. Thế thì mình mua ở đây một cái này. Ok. Đấy, xong giờ làm nốt cái nhiệm vụ chặt 200 lần này nữa là được. Ngon. Biết đâu đấy lại ra thêm một số những cái phần thưởng xịn xò con bò thì mình vẫn lời mà. Gói này, 20 đào. Thiên duyên. Ồ, hoạt động phúc lợi có cái gì đấy? Ủa, điểm danh 7 ngày á. Gói tự chọn này, ôi, mấy cái này mình vẫn chưa chọn luôn á. Rồi. Nhận luôn. Thả chọn đời. Ok. Rồi. Ở đây có một số cái gói này nhưng mà mình thấy nó cứ sao sao ấy anh em ạ. Nó cứ thế nào ấy. Lỗ lỗ kiểu gì. Nhiệm vụ xong này, bây giờ là X10 thử nhé. Nó kiểu gì nó cũng được 100 đào rồi, đặt cột mốc mà. 10 đi. Có gì không? Ồ, có được 10 cái vé trụ tinh quái này, 20 vé này. 1, 2, 3, 9 bình này. Thêm 100 đào nữa này. Không ngon lắm nhờ anh em nhỉ. Vé cho bộ tinh quái, được cái là được thêm 10 vé cho bộ tinh quái coi như là không mất gì ngày hôm nay. Thế thôi, 9 bình à, giảm được một chút. Khiêu chiến yêu vương, à đúng rồi, mình thử khiêu chiến lại xem nào, hôm qua đánh chưa thắng cái con quái quỷ này. Ồ, múc nó đi, múc nó đi, choáng nó đi, đúng rồi. Tiếp tục là choáng này, cứ mỗi một lần bị choáng thì em chú tước của mình đánh sẽ khỏe hơn rất nhiều anh em nhé. 288%, cực kỳ chất chơi người rơi luôn. Và thế là ngon ngay. Cú luôn anh em ơi. Đó. Xin nhẹ. Xin nhẹ. Ok này. Nốt. Rồi. Em lên 3.000 mốt đào rồi, hôm nay lại tiếp tục xả. Ơ. Đây. Cái này cũng quan trọng này anh em này. Cực kỳ quan trọng anh em nhá. Không đùa được. Ấy. Bây giờ thì tiếp tục lấy thôi. Mình sẽ lấy nhạy bén hoặc là kháng né anh em nhá. Quan trọng lắm. Cái nhạy bén và cái kháng ở trong cái huyết mạch này cực kỳ quan trọng luôn. La bàn tầm bảo này. 1 2 3 và 4. Ở bên phàm giới có cái gì đấy? Nước được sao à? À, tăng được sao thật nè. Ý à, đúng rồi, nhân tiện tăng sao vào trong này xem là có ghép được cái ấn ký nào không. Có một cái này lên tím luôn ạ. Bên này thì không có gì. Cái này thì sao? Cái gì đây? Hay quá. Ngon, bỏ qua thuộc tính kháng này. Hay luôn, biết ngay mà. Kiểu gì cũng sẽ tăng được nhiều điểm lực chiến anh em ạ. Ơ, cái đấy mình vừa ghép nhỉ. Đây cái này. Ui giời. Tiếc thế. Được cái rồi. Khiêu chiến ở đây thì đấu pháp mình sẽ đi đánh thử một số trận nhé. Rồi 3.2. Ui nhiều thế. Làm mới bao giờ nào. 8.000 này, 9.000 này, 1.63 này. Con này là build cái gì đấy? Con này là build né ổn lên 322% rồi là cũng căng đấy. Để xem thêm về cái phần chỉ số kháng của bạn đấy là kháng cái gì nhá. Thuộc tính kháng, à bạn ấy kháng choáng, kháng bạo nữa này, bạn ấy kháng bạo và kháng né. Ủa thuộc tính kháng của bạn đấy lung tung bành nhỉ. Ủa sao thế nhở, mấy cái kia đều 190%, trong khi đó của mình kháng né là 265%. Ừ thì mình chỉ all in vào cái kháng né thôi mà. Rồi khiêu chiến thử chặn đi. Đâu nhở, chiến thử nha anh em ơi. Rồi có choáng này, có hoàng đế đầu trận là ngon đấy. Khiến cho kẻ địch bị choáng rồi, bắt đầu né đấy. Bắt đầu né khó chịu đấy. Rồi, bị choáng rồi.
Đó anh em thấy không? Ngon lành phết. Nếu như build kháng choáng thì đi đánh đấm thuộc phe kiểu là tấn công mà. Thì anh em thấy là choáng được cái là cũng cảm cái gì đấy khó chịu ấy. Với cả hôm qua thì mình cũng điều chỉnh một tí. Hôm qua thì mình điều chỉnh cái thần thông là chấn tâm chú rồi. Bởi vì cái này là có, nếu như sử dụng cái đạo pháp ở đây ấy, 50% tỷ lệ gây choáng. Đấy là lý do tại sao anh em thấy là cái phát thứ hai là choáng của mình mà vừa mới sử dụng thần thông xong ấy. Đấy, cái này cũng ngon. Và ở đây thì mình cũng cho luôn một cái thần thông liên quan đến tấn công, đích cần hồi máu nữa. Có cái tỷ lệ gọi là thiếu đốt. Đấy, với cả gây ra sát thương. Sau này có cái thần thông cam ngon hơn gây sát thương thì mình sẽ thay vào nhá. Còn để PK thì mình vẫn để đây là cái kim cam bất hoại vì hiện tại chưa có cái gì ấy cả. Nếu như sau này ổn áp thì mình sẽ để vào đây là cái tu la thân. Bởi vì là có nhạy bén, ăn trộm nhạy bén, đánh đấm nó sẽ ok là. Đánh trước mà, cái này đánh trước là khỏe liền. Ok, đơn giản như vậy thôi, đánh thêm vài trận nữa nào. Trong lúc chờ đợi thì ấn tự động phát. Bởi vì mình đang để là hiệp khiêu chiến nó rơi ra 9 cái thì nó sẽ dừng không chiến nữa. Thành ra là mình sẽ phải kích hoạt lại. Ok, múc luôn. Đấy, môn phái tấn công có khác, sức sát thương dồi dào thực sự luôn. Ấy, có em hoàng đế vào cái cũng được này, cũng được này. Ê à, có giảm sát thương cuối, bắt đầu kích hoạt hai giảm sát thương cuối đấy. Với cả bên này khả năng cao là có gọi là suy yếu linh thú 1.16. Wow, hoàng đế vào phát những bạn lực chiến thấp hơn thì làm mất nửa cây máu luôn ạ. Bệt luôn. Tiếp tục 1.45 ức này, bạn này chưa đánh cùng bao giờ này. Ồ, bạn này chơi khám phản công à, không có hồi sinh luôn à. PT Hoàng này 1.46 ức, không biết bạn này chơi cái gì đây. Dựa vào tinh quái để cùng đoán này, không đoán được. Không đoán được luôn. Có thể là bạo, có thể là liên kích kiểu vậy. À, liên kích rồi anh em ạ. 1.45 lại bạn này đúng không? X này, X từ bạn thích này xem nào. À này thì build né chắc rồi. Liễu đạo chân ở đây thì chắc chắn là build né rồi. Lụm luôn. Ui không choáng. Không choáng nhưng vẫn kết liễu được. Còn hai vé cuối cùng mình dành cho bạn nào đây 1.9 ức này. Ủa Phan Lan Anh à. Càng thấy bạn này chơi cái gì ấy. Bạn này là chơi liên bạo. Thử sức nha anh em. Thử sức nào. Ui à, ui à. Đấy. Đau chưa? Đau chưa? Ui, ngon anh em ơi. Cứ choáng được nhiều là ok hết. Quỷ lệ này 1.87, bạn này build cái gì? Né. À, có build né, vừa né vừa hút máu. Thế thì ấy. Rồi luôn. Dính choáng chưa? Dính choáng chưa? Ui, cứng lòng của bạn này cạp đau này anh em này. Nhưng may mình vẫn thắng được. Chật 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 chật. Rồi, cuối cùng nha anh em. Nốt một trận cuối cùng. Đó. Rồi. Nhìn chung là môn phái choáng, nếu như mà cái tỷ lệ choáng nó xuất hiện được nhiều ấy anh em ạ thì khá là ok đấy. Hiện tại tỷ lệ choáng của mình là 252% thôi, nhưng mà anh em cũng khá được. Chắc là các bạn này cũng ít build kháng choáng ấy.